Thì xin chào các em, chúng ta tiếp tục bài học. Như vậy ở trên chúng ta đã sử dụng được cái lệnh in bảng tần số đúng không? Bây giờ muốn có được bảng tần số tích lũy thì chúng ta dùng kết quả sau đây. Chúng ta phải thêm cái lệnh căm sum. Căm sum tất nhiên phải có thay bồ ở trong, không là chết giả. Thấy cộng tích lũy vào. Khi nào quên cứ nhớ về bài toán tiền vừa nãy Tháo lấy ví dụ là sẽ hiểu. Rất dễ nhớ, tuy là hơi thô một tí nhưng mà nói đến tiền dễ nhớ hơn là cái khác. Giống như cái học sinh cấp 2 bảo A cộng với 2A bao nhiêu nó không biết, nhưng mà bảo một gói kẹo cộng với hai gói kẹo là nó biết ngay là ba gói. Đấy. Học sinh cấp 2 cấp 1 mà phải quy về kẹo giải nhanh cực. 1A cộng 2A không biết bao nhiêu. Mà một gói kẹo cộng hai gói kẹo biết ngay ba gói. Ủa sao kỳ lạ vậy? Đó là tâm lý lứa tuổi. Em thế bây giờ nói tiền phát hiểu ngay, nói tình yêu phát hiểu ngay, nhưng nói toán chưa chắc đã hiểu. Cứ đùa. Bảng tần suất nhé, sửa lại bảng tần suất. Bảng tần suất ở đây là dưới nghĩa bình thường chưa tính tính phần trăm đâu. Sửa lại là tần suất. Tần suất chưa tính phần trăm ấy. Để thấy được một cái slide lung linh huyền ảo thì phải làm nó vất vả lắm. Nó không như PowerPoint. Mang quần áo đây. Mang đây. Vào chỗ tư đùa tần suất này nó chưa nhân phần trăm thôi nhé, đúng ra là phải hỏi rõ là tần suất mà tỷ lệ là tỷ lệ, cái tần suất mở ngoặc phần trăm đóng ngoặc là tỷ lệ phần trăm. Cái thứ bảy xong chưa, tích lũy nhớ là tích lũy là có căm xăm, căm này cái tắt của chữ căm xăm đây là tổng.
Cái này là phần trăm nhé. Vừa đấy là tần suất bình thường, còn đây là tần suất dưới dạng phần trăm. Số 8. Thực chất là tỷ lệ phần trăm đấy. Cứ phần trăm là nhân 100 vào có thế thôi, đúng không? Dễ. Úi giời ơi sao này? Thầy bảo các em gõ lệnh sau đó các em lưu vào một file là của mình luôn, đỡ về nhà chạy lại. Các môn khác thì không biết, riêng môn này phải chạy đi chạy lại để cho nó nhớ. Nó vừa phục vụ mình mà sau này mà mình chẳng may mình đi thi thì được mời mấy bạn bè nó đề nghị mình làm gia sư. Bạn bè thì gia sư hộ vài buổi, còn bạn của bạn thì nó phải tiếp tiền đúng không? Phong phạc rõ ràng. Nó phải mất tiền nó học, nó mới cay cú nó mới học được. Xin mà free thì nó lại không cay cú, nó không học. Cho thế cái chuyện đấy. Được chưa? Khi mà nó có nhân với 100% thì nó sẽ ra là tần suất nhưng thể hiện dưới dạng phần trăm, thực chất là tỷ lệ phần trăm. Đã xong. Xong hết chưa nào? Rồi, nhớ ghi chép cẩn thận nhé. Như vậy chúng ta kết thúc phần thứ hai.